Kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt của BYN TV 57.3. Kính thưa quý vị, thì trong vài năm gần đây phải nói là sinh hoạt chính trị tại thành phố Houston cũng nhất là tại cộng đồng người Việt chúng ta khá là sôi động. Chúng ta nhớ lại là năm 2014 đó, thì chúng ta có một cuộc tranh cử giữa cựu nghị viên Ao Hoàng với đương kim dân biểu Hubert Vo trong chức vụ dân biểu tiểu bang khu vực 149. Sang năm ngoái đó thì chúng ta thấy lại có một cái đợt tranh cử giữa bác sĩ Lê Minh Đức và nguyên đương kim nghị viên Richard Nguyễn. Và năm nay đó thì chúng ta sẽ có hai sự kiện sinh hoạt chính trị nữa, đó là bầu cử tại Hoa Kỳ thì tổng thống thì quý vị cũng đã biết rồi, nhưng riêng trong cộng đồng chúng ta thì lại có cái tranh cử giữa bác sĩ nha sĩ Chu Văn Cương với đương kim dân biểu Hubert Vo trong khu vực 149. Và sắp tới trong năm nay thì cộng đồng chúng ta sẽ có một cuộc bầu cử ban đại diện cộng đồng. Như vậy là chúng ta đang sống trong những cái năm mà phải nói liên tiếp những sinh hoạt chính trị sôi động tại thành phố Houston. Thì nhân trong một cái không khí như vậy thì chúng tôi có mời dân biểu Hubert Vo hôm nay để chia sẻ trong cái chuyện mà tranh cử, để chúng ta có thêm những cái thông tin để mà lựa chọn ứng cử viên quý vị tin cẩn để mà giành lá phiếu đó cho kỳ bầu cử sắp tới. Chúng tôi đang có dân biểu Hubert Vo là một dân biểu đương kim nhiệm kỳ thứ 6 rồi, và ông chuẩn bị tranh cử cho nhiệm kỳ thứ 7. Thì xin chào dân biểu Hubert Vo ạ. Dạ, xin chào anh, và rất là hân hạnh được cơ hội trở lại với lại cái làn sóng của đài BYN. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, thì khán giả của đài BYN TV chắc có lẽ rằng là không xa lạ với dân biểu Hubert Vo trong những kỳ tranh cử và những cái talk show. Tuy nhiên thì không thừa nếu chúng tôi muốn dân biểu Hubert Vo cho chia sẻ với khán giả một chút background của anh. Anh chuyên môn học từ trường nào, cũng như là làm từ cái gì, rồi tới dân biểu bao lâu, thì anh cho biết một chút cái background của mình ạ. Dạ thưa, cảm ơn anh Hương Yên. Thì Hubert Vo rất là hân hạnh trở lại với lại tất cả quý đồng hương. Gia đình Hubert Vo hầu như đi với tất cả một số đồng hương rời nước Việt Nam từ năm 1975. Lúc đó đi với cha mẹ thì qua định cư tại qua những cái đảo như là đảo Sweet Bay, đảo Wake, và sau đó tới Fort Chaffee, và được nhà thờ bảo trợ tới ở Lubbock, Texas. Dạ thưa anh, vào năm 1978 gia đình cha mẹ và cũng như Hubert Vo dọn về tới Houston vì công ăn việc làm. Thì trong lúc còn nhỏ thì qua đây thì Hubert Vo đi học đại học trường Texas Tech University ở Lubbock, và sau đó khi mà xuống Houston đổi trường xuống University of Houston, và từ đó học xong cái bằng Mechanical Engineering, Bachelor Degree of Mechanical Engineering. Và xong đó tới năm 1983-84 bị lay off. Và thưa anh, thì cái thời gian đó rất là khó khăn cho gia đình, thành ra từ đó mới nảy nở ra đi làm một cái business riêng. Hồi xưa thì đi học thì Hubert Vo rất là thích về cái máy điện toán, những cái computer khác nhau. Lúc mà đi học có tiền bao nhiêu đó, cứ xin cha mẹ đó là cho tiền mua mấy cái computer để tìm hiểu thêm. Thì nhờ những cái nghiên cứu và những sự hiểu biết trước trong cái những năm đại học về cái máy computer, thì mặc khi mà bị lay off và thưa anh, thì Hubert Vo đổi qua cái nghề, đổi qua cái ngành thương mại là về computer. Mới đầu là bán lẻ computer, sau đó làm network, làm novel network, và sau đó bán wholesale và bán cũng như mail order, và lấy contract của những trường học, của những như là những cái CD khác nhau của tiểu bang Texas, để làm contract vừa supply computer cho họ, vừa network cái những link lại những cái computer qua cái novel network, vân vân. Và sau đó làm tới năm 1995 thì vẫn làm computer. Từ đó khi Hubert Vo chuyển sang đầu tư về địa ốc anh, thành ra tới bây giờ thì Hubert Vo vẫn còn làm trong nghề đầu tư địa ốc. Dạ vâng, anh tỷ phú địa ốc chưa? Dạ vâng. Kính thưa quý vị, thì đó là một chút sơ khởi, nhưng mà anh chưa chia sẻ một chút về gia đình một chút ạ. Dạ, gia đình Hubert Vo thì hồi xưa mình nhớ mình đi học ở trường đại học, giờ thưa anh, thì ba mình lúc nào cũng dặn con à, con không có nên có bạn gái tới khi nào mà con ra trường mà thôi.
thì không biết mình có nghe lời ba mình hay không, thì trong cái những năm học đại học thì Hubert Vo gặp một cái cô sinh viên cũng đang học qua trường University of Houston major về computer science, thì Hubert Vo gặp cô ta, thì tới hôm nay thì Hubert Vo đã cùng với cô ta có một cái gia đình và có ba người con, dạ thưa anh. Dạ vâng, cảm ơn dân biểu Hubert Vo với một chỗ chia sẻ về cái background cũng như về gia đình. Kính thưa quý vị, thì chúng ta biết được dân biểu Hubert Vo đã đương kim dân biểu tiểu bang Texas khu vực 149, như vậy là đã 6 nhiệm kỳ và bắt đầu qua 7 nhiệm kỳ. Thưa anh, thì trong 6 nhiệm kỳ vừa qua đó, thì anh nghĩ rằng là cái điều gì mà anh hài lòng nhất, tự hào nhất, một cái thành quả đối với cộng đồng người Việt, anh muốn chia sẻ với đồng hương, thưa anh? Dạ thưa anh, thì Hubert Vo rất là, thứ nhất hân hạnh được có cái sự tin tưởng của khối cử tri trong đơn vị 149 cũng như của quý đồng hương đã giao phó cho Hubert Vo cái trách nhiệm đem tiếng nói của đơn vị 149 vào tòa nhà lập pháp của tiểu bang Texas. Thì qua những cái năm làm việc, làm mặc dù là làm rất là nhiều giờ nhưng mà cái lương thì không có bao nhiêu hết anh, thì nhưng mà những cái thành quả mà Hubert Vo nghĩ rằng đó là có thể mà đem được cái sự hiểu biết, cái khả năng mình và để mà phục vụ cho cái đơn vị 149 qua những cái lĩnh vực khác nhau nói chung và cũng như là phục vụ với lại cho cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta qua những cái những năm vừa rồi, cách đây cũng gần 12 năm nay giờ theo. Dạ, vâng. Thì trong những cái thành quả đó Hubert Vo nghĩ rằng là những cái điều mà nó chia ra làm nhiều phần, anh là một cái vị dân biểu, cái đầu tiên đó là cái nhiệm vụ đầu tiên đó là làm luật để dạ, mà vâng, có ảnh hưởng tốt xoay trở lại cho cái đơn vị mình đại diện. Dạ, vâng. Mà làm dân biểu tiểu bang đó không phải là mỗi cái luật mình làm đó nó không có cho trong cái đơn vị 149 mình riêng, nhưng mà có những cái luật mình làm đó thì nó phần đông những số luật mình làm đó, nó ảnh hưởng chung cho tiểu bang Texas. Dạ, vâng. Thì Hubert Vo thường làm về cái vấn đề học vấn. Dạ, vấn đề học vấn của trung học, vấn đề học vấn tại đại học, về phát triển kinh tế, về public safety và về insurance, and mấy cái đó là mấy cái sở thích mà Hubert Vo muốn làm trong những cái lĩnh vực đó. Dạ thưa anh, nói về tòa nhà lập pháp. Dạ, vâng. Thì anh có thể thêm một chút chi tiết được không ạ? Dạ thưa được anh, như là về cái vấn đề mà học vấn cho trường trung học thì chúng ta thứ nhất là biết rằng trong cái tiểu bang Texas có hơn 1.000 khu học chánh khác nhau. Thì mỗi lần mà 2 năm đó họ chia tiền cho những khu học vấn đó thì bên nào hầu như dân biểu nào cũng muốn đem cái số ngân quỹ về nhiều cho cái đơn vị của họ. Yeah. Thì mình phải có mặt đó coi xem xét những cái công thức mà để họ chi tiền cho những trường học vấn như thế nào. Cái thứ nhì là cái mục đích của mình đó là muốn cho con em của chúng ta, những người học sinh trong cái khu học chánh của mình đó, sẽ cái tỷ số mà ra trường high school được đó, là với con cái tỷ số cao, nhưng mà ra trường không phải là ra trường nhưng mà ra trường để biết có những cái kiến thức để chuẩn bị có thể là đi college hoặc là đi học những cái ngành nghề khác nhau để có thể tự nuôi cho gia đình được. Thành ra cái đó là những cái mục đích mà Hubert Vo nhắm vào trong cái high school. Còn cái đại học, cái phía bên đại học giờ thưa anh, thì tiền học lúc nào cũng gia tăng rất là cao. Thành ra cái coi cái số tiền học làm sao vừa tương ứng cho đại học để có thể chi thu được, và cũng như cho con em của chúng ta cũng có một cái cơ hội để học đại học được, chứ mà nếu tiền học cao quá thì nó cũng cũng khó chịu. Về phát triển kinh tế thì Hubert Vo làm rất là nhiều trong cái ngành đó, vì Hubert Vo có cái background về business cũng khá lâu, thành ra đã có dịp Hubert Vo làm phó chủ tịch cho hội đồng phát triển kinh tế của tiểu bang Texas trong vòng 4 năm liên tiếp. Thì cái đó Hubert Vo coi tất cả những từ tiểu thương gia tới những cái công ty lớn, và thưa anh, thì làm sao cho tiểu thương gia có những cái thuế nó rất là công bằng để cho họ có cái cơ hội phát triển thêm nữa, những tiểu thương gia. Tại vì chúng ta biết tại tiểu bang Texas, cái tiểu thương gia Hubert Vo có con số lấy của
Tiểu bang Texas thì tiểu thương gia đó khoảng hết 96-97% của tất cả những business của tiểu bang Texas. Dạ vâng. Còn những cái công ty lớn thì nó chỉ có mấy phần trăm mà thôi anh. Dạ vâng. Cái đó là về, và mình phải coi cái những cái về cái business, mình phải coi coi tiểu bang Texas hồi xưa nó lệ thuộc vào những cái công ty dầu lửa, về năng lượng, về energy rất là nhiều. Thành ra một khi mà dầu hỏa, giá dầu nó xuống hay là có một cái khủng hoảng dầu hỏa thì tiểu bang Texas, cái kinh tế tiểu bang Texas nó sẽ bị xuống. Thì trong cái trường hợp này phải coi những cái công ty nào khác mình có thể đem vào tiểu bang Texas để cho nó quân bình lại cái nền kinh tế của tiểu bang Texas, không có lệ thuộc nhiều quá trong cái năng lượng, cái kinh tế năng lượng. Dạ vâng. Dạ thưa anh. Thì cái đó là những cái. Còn insurance, nói về bảo hiểm thì Hubert Vo cũng đã được trong cái committee đó 6 năm nay, thì nói về bảo hiểm thì trong tiểu bang Texas cũng như trên nước Mỹ thì có tất cả 16 loại bảo hiểm khác nhau. Dạ thưa anh. Dạ vâng. Từ bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe hơi, bảo hiểm nhà cửa, bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm cho những cái business ở khu khu ven biển mà ưa có bị hurricane. Dạ vâng. Hoặc là trong đất liền của tiểu bang Texas có những cái tornado, nó đủ loại bảo hiểm hết anh. Thì mặc dù làm trong cái cho trong cái lĩnh vực của tiểu bang không đó, nhưng mà xong những cái phiên họp đó thì được tiểu bang gửi đi làm việc chung với lại những nhân biểu của liên bang của những tiểu bang khác trên nước Mỹ, thành ra phải hợp chung để coi những cái policy của tiểu bang khác như thế nào để mình có thể so sánh. Nói rất là cái công việc nó thấy nói là rất là ít nhưng mà làm rất là nhiều anh. Dạ vâng. Dân biểu có nói tới học phí, một số những cái vấn đề thương gia thuế, nhưng mà xin anh có thể nói thêm một chút cụ thể là anh làm cái gì để mang được cái lợi lạc từ những cái chuyện học phí, thương gia, như con số hay cái gì cụ thể không ạ? Nói về vấn đề học vấn ở trung học thì mình phải có mặt đó trong những cái phiên họp để coi lại, kiểm chứng lại cái nó gọi là cái equation mà để phân phối tiền cho tất cả những khu học tránh. Cái equation đó mình phải kiểm chứng lại, tính coi cái đồng tiền mà đem về cho cái school district mình đó nó có khoảng ngang ngửa bằng với lại những cái khu học tránh khác của tiểu bang Texas hay không. Mấy cái đó là mình phải kiểm chứng rất là rõ ràng, như là cái tiền mà phân phối cho khu học tránh đó nó trên đầu của mỗi học sinh. Như chẳng hạn một học sinh tiểu bang có thể cung cấp khoảng 5.000 đồng một người trong cái khóa học trong một năm. Yeah. Thì nó phải xê xích đâu qua 5.000 mấy chục so với những cái kia là mình vui rồi. Yeah. Còn nếu mà nó chênh lệch rất là nhiều, mình phải coi lại equation và đòi hỏi lại cho ngang ngửa bằng. Nhưng mà nhờ có sự đóng góp của anh thì nó được thế nào? Và nhờ có sự đóng góp của mình đó thì nhiều khi những cái kia nó hơi kéo qua chút xíu cái equation, thì cái mức lương mình đó nó mình không có mặt đó đó thì cái ngân quỹ cho đó nó có thể bị thấp xuống. Anh giành được bao nhiêu ạ? Anh giành được hơn bao nhiêu ạ? Dạ không có giành, mình miễn là có nghĩa sao? Là mình mình ngồi đó mình kiểm chứng. mình phải nói, mình phải đưa ra tất cả những cái trường, như những cái nói về học vấn đó thì mình phải cho họ biết là cái student population mình, cái composition của student population bao nhiêu người với một cái mức lương thấp, và phải có những người mà gọi là trong cái lunch program mà free lunch program nữa, và cái diversity của cái student population mình là như thế nào, Hispanic hay gì đó. Mình phải đưa ra những chứng đó để có thể mà đem cái tiền đó là ngang ngửa bằng những cái trường khác. Dạ, dạ, ngang ngửa không bằng thôi, những trường khác. Dạ không thôi thì họ có thể lấy bớt một cái số tiền này, như là cho 5.000 thì họ có thể cho 5.000, mình mất đi 100 đồng một student, thì trong anh cứ tính ra trong khu học tránh của Elif không có 45.000 học sinh thì 100 đồng thì mất. Dạ, đi vâng. Có nghĩa là anh đã tranh đấu để lấy được ngang ngửa như những trường khác phải không ạ? Dạ, với lại những cái mà luật mà họ ra nữa, họ ra như là họ cách đây 6 năm họ nói tất cả những cái xe bus của tiểu bang chở con em đi học thì bây giờ bắt buộc phải có gắn seat belt hết. Dạ vâng. Thì gắn seat belt như vậy đó
thì tại những khu học tránh của mình đại diện đó, thì lúc mà cái bill đó nó ra trên floor để mà debate đó, thì lúc đó Hubert Vo nó ra từ 10 giờ tới 1 giờ sáng. Thì trong lúc làm việc đó thì trường Elif đã gọi điện thoại lên với Hubert Vo nói chuyện trực tiếp là xem bây giờ điều đình với tiểu bang không có bắt mà để mà gắn seatbelt hết tất cả những cái xe bus đó, thì trường học sẽ không có tiền. Thì họ mới nói Hubert Vo để đưa vô cái amendment là làm chia ra năm nay một số, năm thứ nhì một số, tới năm thứ ba, năm thứ tư một số, là lúc đó nó mới hoàn toàn hết. Chứ mà cái đó là những cái ví dụ mà mình phải có mặt đó để những cái bill mà làm về vấn đề học vấn nó ảnh hưởng tới cái khu học tránh của mình. Như vậy có nghĩa là làm dân biểu có thể là không cần có mặt ở đó phải không ạ? Cho nên là nhờ sự có mặt cho nên mới được phải không ạ? Dân biểu không có bị ràng buộc bởi cái ngày giờ phải có mặt đó, tự mọi người đó có mặt đó hay không là mọi người. Dạ vâng. Thì có mặt hay không có mặt là tùy theo dân biểu, tùy theo cái khả năng của dân biểu. Nhưng mà nếu không có mặt đó thì sẽ có đối thủ như là bên Đảng Cộng Hòa hay gì, nó sẽ chỉ trích nó dân biểu hiệu quả không có mặt đó bao nhiêu ngày. Chứ cái sự có mặt đó không phải là trách nhiệm của dân biểu phải không ạ? Cái đó là mình theo cái lương tâm mình, là cái trách nhiệm mình phải có mặt đó theo hiệu quả. Theo Hubert Vo mà đại diện cho một cái đơn vị nào, cái đó là cái trách nhiệm của mình phải có mặt. Cảm ơn dân biểu Hubert Vo. Bây giờ thì chúng tôi đi vào cộng đồng một chút đó, thì dân biểu Hubert Vo có nói một số một cách tổng quát về cái thành quả của ông trong những nhiệm kỳ vừa rồi. Nhưng mà bây giờ quay lại cái nhiệm kỳ vừa rồi gần đây nhất đó, thưa dân biểu Hubert Vo, thì có một cái điều gì mà anh có thể khoe với đồng hương cử tri người Việt Nam trong cộng đồng khu vực 149 cũng như là cộng đồng Việt Nam tại Houston không ạ? Và năm vừa rồi là cái năm thứ ba hay năm thứ nhì gì mà chúng ta có được cái cuộc diễn hành xe hoa tại khu đường phố Bel Air. Và năm vừa rồi cũng là một cái hãnh diện cho cái tập thể người Việt của chúng ta, là chúng ta có những bảng tên đường bằng những bảng tên bằng tiếng Việt cặp theo những bảng tên đường tại khu phố Bel Air. Đó là những cái hãnh diện mà để chúng ta có thể đánh dấu cho biết cái khu vực này là cái khu vực có rất là nhiều business Việt Nam nhất. Và business Việt Nam đã đóng góp vô trong cái sự phát triển của cái khu vực, khu Elif này trong những cái thời gian vượt qua, và để cho người bản xứ phải biết ghi nhận tới cái sự hiện hữu của chúng ta và những cái phong tục khác nhau, một cách là cũng như là để quảng cáo cái khu vực này trong những cái thương mại có khác nhau và cũng như trong những cái món ăn khác nhau của người Việt của chúng ta. Dạ thưa anh. Còn một số vấn đề về an sinh xã hội, về đời sống thì có cái gì mới trong nhiệm kỳ vừa qua không ạ? Dạ, lúc nào Hubert Vo cũng monitor với lại sở cảnh sát HPD và cũng như Constable và cũng như Private Security về cái khu an ninh trong cái khu vực thương mại của chúng ta trong cái đơn vị 149. Dạ thưa anh, thì mỗi tháng có một cuộc họp về an ninh tại IMD, tại trụ sở IMD là International Management District, để mà họ đưa ra kiểm chứng lại cái số tội ác này như thế nào, số tội ác kia như thế nào, và những cái cơ quan đó đã làm gì trong cái tháng vừa qua, và thấy rằng trong cái những ngày tương lai chúng ta phải để ý và cái gì. Thì như anh Hương Yên biết, cảnh sát có những cái chương trình mà cứ đi vòng vòng khu của thương mại của người Việt của khu trong đơn vị 149, và họ để cái sticker trên xe, họ nói là cái xe này pass hay xe này fail. Fail là có nghĩa là họ thấy trong xe mà có đồ để computer đó, thì họ cảnh cáo cho biết là cái này đừng có nên để đồ như vậy. Thì có cái chương trình đó họ đã đi tới đi lui làm rất là nhiều trong những năm vừa qua. Và thưa anh, như vậy tội phạm có giảm đi không ạ? Tội phạm thì theo cái con số đó thì nó chia ra từng phần anh, phần lập kiến xe, phần mà trộm cướp, vân vân và vân vân, nó chia ra 6-7 phần khác nhau. Thì tổng số mà overall đó thì nó đã giảm rồi thưa anh. Dạ, vâng. Thì anh Hương Yên và Hubert Vo cũng xin mời quý đồng hương có mỗi tháng khoảng cuối tháng thì tới cái trụ sở của International Management District tới có thể đóng góp ý kiến vào trong đó. Dạ vâng. Một chút nữa, nhân biểu Hubert Vo có nói một cái điều mà chúng tôi thấy là ai đồng hương chúng ta cũng biết, đó là những tên đường Việt Nam mọc đang treo ở những khu Southwest Houston, đặc biệt khu Bel Air với những góc đường cắt ngang đó. Đây quả thực là người Việt Nam đi rất là thích lắm, nhưng mà một số người đã nói đây là một vấn đề lãng phí lắm, bởi vì là đâu phải là cứ tốn tiền một lần như vậy là treo mãi được đâu, phải maintain, phải có tiền mới maintain được. Cho nên cái vấn đề mà sắp tới thì cái bảng nó sẽ treo
giao được bao lâu. Và nghe nói là dư luận nói rằng là một số những sắc dân khác người ta phản đối dữ lắm thì có không ạ? Và cái tên đường đó thì nó sẽ tồn tại như thế nào và cần bao nhiêu tiền để maintain, để duy trì nó lâu hơn ạ? Dạ thưa anh, thì mình làm cái gì cũng có một số dân không đồng ý, chống đối. Còn cái nhưng mà đã gắn lên rồi và thưa anh thì cái đó đã được giấy phép của Hubert Vo, đã làm việc chung với cựu nghị viên Richard Nguyễn và được giấy phép của City và cũng như giấy phép của bên International Management District đã đồng ý cho gắn lên. Thì cái bản tên đường mà nói là để mà bảo trì hay maintenance những bản tên đường đó, khi nào bản nó thay mờ, phai mờ, cái bản nào phai mờ đó thì mình thay, hoặc là nhiều khi để bản đó rồi chiếc xe mà đi ngang đụng nó gãy hay cái gì mình phải thay thôi anh. Dạ, có nghĩa là mình tốn một lần thôi, còn không tốn tiền nữa phải không? Không tốn tiền nữa, khi nào mà những cái bản đó nó cũ, nó phai màu thì mình thay. Hoặc là bị xe đụng, cái góc đường là bị xe đụng thì mình thay mà thôi. Kính thưa quý vị, thì chúng tôi sẽ tiếp tục, nhưng mà trước khi chúng tôi chấm dứt phần 1 đó thì chúng tôi tiện thể trong vấn đề chủ đề về vấn đề thành quả đó. Thì thưa anh, là trong suốt cũng phải là 12 năm rồi phải không anh ạ? 12 năm với một cái chức vụ nghị viên dân biểu khu vực 149. Như vậy thì trong 12 năm qua, xin anh chia sẻ một chút là cái điều gì mà anh cảm thấy là anh muốn, anh áy náy mà anh chưa làm được cho Đồng Hương. Dạ thưa anh, thì Hubert Vo mỗi năm nghĩ rằng là mỗi năm có một cái tiến triển rất là đẹp. Nói riêng về cho cộng đồng Việt Nam, dạ thưa anh, thì từ ngày lúc mới lên tới bây giờ đó, mỗi năm Hubert Vo có những cái thành quả cho người Việt Nam. Không biết anh Hương Yên còn nhớ cái những cái căn bão mà Katrina... Ike, vân vân và vân vân. Thì có những cái mà Hubert Vo cùng với đã xuống với City có mặt để đem về những cái hàng tiếp liệu cho cái khu vực 149 này. Thì có những cái cộng đồng người Việt Nam của mình từ Louisiana qua thì cũng được hưởng đó. Hubert Vo làm đó với thời mà của bác sĩ Quyết làm chủ tịch cộng đồng và anh Quốc Văn. Dạ. Thì trong cái thời đó đem những cái xe truck xuống cho cộng đồng để phân phối cho trong cái đơn vị mình. Và những chiếc ghe mà muốn lánh nạn trong cái cơn bão, dạ thưa anh, thì họ muốn vô trong cái Port of Houston để lánh nạn. Nhưng mà Coast Guard chặn họ, không cho họ vô, thì nhờ một cái những số người anh em gọi tới văn phòng, biết văn phòng Hubert Vo gọi tới, thì lập tức Hubert Vo gọi tới Port of Houston và xin nhờ họ mở cảng cho vô. Thì Port of Houston và Coast Guard đồng ý cho một cái số ghe là hơn 100 chiếc ghe mỗi lần vô trong hai cơn bão khác nhau, hình như là Katrina và cơn bão Ike, vô lánh nạn tại Port of Houston trong một cái khu vực đó anh. Dạ, thì và nói về làm việc cho cộng đồng Việt Nam thì Hubert Vo đã có tạo ra những cái sự nói chuyện của hội đồng làm neo với lại cái department, cái agency của tiểu bang về Department of Licensing Regulation, những cái hình phạt rất là nặng, 5.000 một cái hình phạt, nhưng mà nhân cho 4 lần là hết là 20.000. Thành ra có thương lượng điều đình được trong những cái đó. Và vân vân những cái bất công giữa cảnh sát của những thành phố khác đối với cái người dân Việt Nam của mình, như nói là Port Arthur, sở cảnh sát, một số đồng bào mình dưới kêu gào nói sở cảnh sát ăn hiếp người dân Việt Nam, thì Hubert Vo có xuống nói chuyện. Và bây giờ trong cái tinh thần làm việc rất là hài hòa với nhau và tranh và những cái tiểu thương gia khác vân vân rất là nhiều việc. Dạ vâng, cảm ơn Hubert Vo. Nhưng mà Hương Yên muốn hỏi là anh dân biểu có điều gì mà chưa làm được cho Đồng Hương mà áy náy không, là một điều gì trong lòng mà chưa làm được cho nên cứ băn khoăn áy náy hoài là chưa làm được cho những cử tri của mình, đặc biệt là những cử tri Đồng Hương Việt Nam? Dạ thưa anh, thì mình chưa nghĩ ra. Nếu như Hương nào có những cái vấn đề nào thắc mắc hay cái gì đó thì cứ tới gõ cửa văn phòng Hubert Vo. Dạ thưa anh. Dạ, có nghĩa là dân biểu Hubert Vo nghĩ rằng là đã thỏa mãn hết những cái mong muốn của cử tri Đồng Hương Việt Nam rồi phải không ạ? Dạ, những cái gì mà có một số người đã tới tiếp xúc với Hubert Vo hiểu biết được trong khu đó, thì Hubert Vo cũng đã ráng đạt được cho Đồng Hương. Cái và cái điều mà trong năm 2009 hình như Hubert Vo 2009 Hubert Vo có làm một cái nghị quyết HCR 258 để cấm tất cả những trường đại học treo cờ đỏ cờ cộng sản, thì cái đó đã thông qua tại quốc hội một
không có một sự chống đối nào hết. Dạ thưa anh, thì cái đó cũng là một cái điểm rất là sáng, điểm son mà dân biểu Hubert Vo mà đồng hương chúng ta ghi nhận. Nhưng để mà chuyển qua phần 2 đó, thì một câu hỏi cuối rất là thực tế là với những thành quả vừa rồi dân biểu Hubert Vo chia sẻ quý vị đó, thì xin hỏi anh ngắn gọn rằng là những thành quả đó là anh đã cố gắng hết sức chưa? Là hết maximum, hết cả cái khả năng của anh chưa? Hay là anh còn có thể cố gắng được nữa? Dạ thưa anh Hưng Yên, thì chúng ta biết là cái xã hội nó cứ xoay quằn quại và chỉ có lúc nào cũng có những cái chuyện, những cái khó khăn này, khó khăn kia nó sẽ nảy nở. Thì trong tương lai có những cái điều gì mà gút mắt hay là những cái gì mà anh Hưng Yên cũng như quý đồng hương có thể nghĩ ra được thì cứ thảo luận với Hubert Vo. Và như là nói là Hubert Vo làm chuyện này, làm chuyện kia, như là làm parade hay là đưa ra cái nghị quyết cấm treo cờ cộng sản hay là làm này làm nọ, nói nghe rất là dễ nhưng mà cái thủ tục nó rất là lâu và khó khăn. Và thưa quý đồng hương, nó không phải dễ như mà mình nói trong một cái câu chuyện vài phút thôi em. Dạ vâng, cảm ơn dân biểu Hubert Vo và chúng tôi cũng đã hết giờ phần 1 rồi, chúng tôi tạm dừng ở đây và chúng tôi hẹn quý vị sau vài thông tin thương mại sẽ trở lại với dân biểu Hubert Vo trong một số những nội dung khác. Quý vị vẫn giữ màn hình với chương trình phỏng vấn đặc biệt của BeOne TV. Hôm nay vị khách của chúng tôi là đương kim dân biểu Hubert Vo, qua 6 nhiệm kỳ rồi và lần này thì ông bắt đầu tranh cử qua nhiệm kỳ thứ 7 và đặc biệt là đối thủ của ông duy nhất trong khu vực 149 đó là nha sĩ Chu Văn Cương, cũng là người Mỹ gốc Việt. Và chính vì vậy thì chúng tôi thấy là trong cộng đồng chúng ta sẽ rất là sôi động trong năm nay. Thì tiếp tục vấn đề tranh cử đó thì xin anh dân biểu Hubert Vo chia sẻ một chút cái suy nghĩ cảm tưởng kỳ này có một đối thủ cạnh tranh là một người Mỹ gốc Việt, nha sĩ Chu Văn Cương, thì anh có cảm thấy lo sợ hay là cảm thấy hồi hộp gì không ạ? Dạ thưa anh Hưng Yên, thì một lần nữa Hubert Vo xin cảm ơn anh Hưng Yên cho Hubert Vo gửi tiếng nói với lại tất cả quý đồng hương của đại biểu YN. Thì Hubert Vo nghĩ rằng trong một cái cuộc tranh cử nào cũng vậy thì cái outcome đó thì khó mà tiên đoán được, nhưng mà lúc nào Hubert Vo làm cái gì thì Hubert Vo cũng cố gắng làm tới nơi tới chốn để mà thành đạt được cái kết quả. Dạ thưa anh, nhưng mà Hubert Vo nghĩ rằng cái công việc mình làm qua những cái thành quả mình đạt được và cũng cái sự cố gắng của mình thì hy vọng rằng thì với sự thương mến của khối cử tri trong đơn vị 149 thì Hubert Vo có thể tiếp tục để phục vụ cho đồng hương và cũng như khối cử tri trong đơn vị 149 trong cái nhiệm kỳ thứ 7 tới. Dạ thưa anh. Dạ vâng, cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, thì tiện thể thì chúng tôi cũng muốn anh dân biểu Hubert Vo có thể chia sẻ quan điểm của anh hoặc là anh có một chút phản bác lại cái quan điểm của đối thủ của mình là nha sĩ Chu Văn Cương, bởi vì chúng tôi được biết là nha sĩ Chu Văn Cương có trả lời một số đài radio thì có nói rằng là những thành quả của anh Hubert Vo đó thì có những thành quả chẳng hạn như nghị quyết 258 về treo cờ vàng đó là một điểm son, tuy nhiên thì nó cũ quá rồi. Có nghĩa là nhiều nhiệm kỳ qua những cái thành quả cứ lặp đi lặp lại, không có gì mới mẻ lắm để mà có thể là khoe với đồng hương. Thì với quan điểm đó thì anh dân biểu Hubert Vo chia sẻ phản bác thế nào ạ? Dạ thưa anh Hưng Yên, thì cảm ơn anh đã nêu cái vấn đề đó. Nhưng mà Hubert Vo nghĩ rằng những cái luật mà làm đó, nó lúc nào nó cũng tồn tại mãi mãi. Cái luật đó nó không phải là tồn tại không, nhưng mà được áp dụng từ năm này qua năm nọ, tháng này qua tháng nọ. Và Hubert Vo nghĩ rằng có những cái việc làm không phải là cho đơn vị 149 không, nhưng mà nó ảnh hưởng chung cho cái tiểu bang Texas, như là những cái về tội ác và về phát triển kinh tế vân vân và vân vân. Thì trong những cái việc làm như là cho đồng nói riêng cho đồng hương của chúng ta, rất là mỗi nhiệm kỳ đó có một vô số việc làm mà Hubert Vo đã làm cho quý đồng hương mà không có mà lên mà ghi ra hay ghi chép rồi lên cái tuyên bố như vậy, anh biết không? Dạ thành vâng. Ra nhưng mà nếu mà không nói cho đồng hương thì sao đồng hương biết để mà dồn phiếu cho anh được, anh thiệt thòi sợ. Dạ thì nhưng mà mình đồng hương, số đồng hương họ cũng biết, có một số đồng hương cũng đã biết cái công việc làm của Hubert Vo, như là giúp qua những cái đồng hương trong những cái sự khó khăn về business, hay là những đồng hương bị bệnh rồi con cháu không có qua được, không có lấy visa của tòa lãnh sự Việt Nam, của tòa lãnh sự Mỹ ở Việt Nam được. Thành ra
cái đó cũng Hubert Vo cũng đã can thiệp rất rất là nhiều trong những cái trường hợp đó. Và ngồi kể tới kể lui thì nói là mình kể, nhưng mà cái nhiệm vụ chính của một người dân biểu là làm luật, nó có ảnh hưởng tốt cho cái khu vực, nó có ảnh hưởng cho cái sự an sinh của người dân trong cái đơn vị mình cũng như trong cái tiểu bang này. Thì trong những cái xoay quần đó thì Hubert Vo không những làm việc trong cái tiểu bang Texas, nhưng mà có đi hợp với lại những cái dân biểu tiểu bang khác, và có trong những 4 năm vừa rồi thì cũng đã có đi hợp với những cái dân biểu của sắc dân người thiểu số, như là người người Hispanic, người African American, người Native American, là người da đỏ, và cũng như khối Á Đông của mình. Thì 4 cái khối đó hợp lại cũng 4 năm nay, và đi những cái thành phố khác nhau để tìm hiểu thêm cái sự. Thì Hubert Vo cũng có qua được những cái cộng đồng Việt Nam của những thành phố khác như ở bên Louisiana, New Orleans, có gặp cộng đồng Việt Nam vân vân, và tìm hiểu cái sự khó khăn của họ. Thì không có giúp trong cái tiểu bang Texas, thì Hubert Vo có những cái network quen với những dân biểu của những tiểu bang đó, thì giúp nơi khác là phải kêu những cái dân biểu mà mình quen biết đó, thì coi cái nhu cầu của cộng đồng mình ở đó là gì, thì có thể là giúp cho. Dạ thưa anh, dạ thì cái đó là những cái công việc nó coi vậy chứ nó rất là nhiều công việc làm anh. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, thì thêm một chút, chúng ta Hưng Yên thì cũng thích để mà cho dân biểu Hubert Vo có cái thể mà chia sẻ để quý vị có rộng đường để đánh giá. Bây giờ thì thực sự là chúng ta có 2 ứng cử viên. Một người là đương kim dân biểu, phải nói rằng anh Hubert Vo là 6 nhiệm kỳ qua rồi. Chúng tôi tạm gọi một cái từ rất là bình thường, đó là rất là gọi là gạo cội trong cái chính trường của Hoa Kỳ, trong cái nhà lập pháp của tiểu bang Texas. Như vậy có nghĩa là rất nhiều thế mạnh nơi dân biểu Hubert Vo. Như vậy thì anh cảm thấy rằng là những thế mạnh đó, rồi anh cảm thấy là ngán anh Chu Văn Cương ở điểm gì mà anh phải cần dè chừng? Dạ thưa anh Hưng Yên, thì Hubert Vo nghĩ rằng cái danh từ ngán thì Hubert Vo nghĩ rằng lúc nào mình cũng nên cẩn thận, và lúc nào cũng không bao giờ mà khinh thường địch thủ hết. Dạ thưa quý đồng hương, Hubert Vo làm một chuyện gì đó cũng coi như là một cái sự thận trọng hết, không bao giờ mà làm một cái gì với trong cái sự mà khinh thường với địch thủ. Thì Hubert Vo vẫn lúc nào cũng nhớ tới cái năm đầu tiên, năm 2004, lúc mà Hubert Vo ra tranh cử lúc đầu với một vị dân biểu lúc đó cũng đã làm ở tòa nhà lập pháp 22 năm. Thì Hubert Vo lúc bao giờ cũng nghĩ tới cái campaign đầu tiên, cái election đầu tiên, và cũng lúc nào cũng cố gắng làm hết mình trong những cái đó để mà hầu được cái sự yêu mến và tín nhiệm của tất cả khối cử tri trong đơn vị 149 một lần nữa, để mà có thể tiếp tục có những cái công việc làm khác trong những năm tới cho khối cử tri trong đơn vị 149. Dạ thưa anh. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, thì dân biểu Hubert Vo lúc nào trả lời cũng rất là khéo, mà hình như Hưng Yên cũng thấy chưa đã là bởi vì là chưa thấy đi vô để cho đồng hương nghe đồng hương đã, phải không ạ? Tuy nhiên đó, có thêm một chút nữa đó, thì chúng tôi được nghe nha sĩ Chu Văn Cương nói rằng là ông rất tự tin để mà thắng dân biểu Hubert Vo kỳ này, là bởi vì ông có những cái điểm hơn anh Hubert Vo, nhất là cái tâm tranh đấu đã mấy chục năm trong vấn đề tranh đấu dân chủ nhân quyền, cái tâm phục vụ, rồi đồng thời là bằng cấp học vấn cũng nhiều bằng cấp cũng rất là cao nữa. Thì anh nghĩ sao khi mà anh có cái gì hơn cụ thể anh nha sĩ Chu Văn Cương không, để mà để đồng hương có thể dồn phiếu cho anh không ạ? Dạ thưa anh, thì mình không biết gì nhiều về cái đời sống riêng tư của nha sĩ Chu Văn Cương hết, nhưng mà Hubert Vo chỉ biết rằng về cái cách phục vụ, mỗi người có một cái cách phục vụ khác nhau. Nhiều khi Hubert Vo không có phải là một cái người lúc nào cũng bộc lộ ra nói. Hubert Vo chỉ biết là có những cái vấn đề gì mà trái ngang, hay là những cái luật nào cần phải làm thì Hubert Vo vẫn âm thầm làm và đạt được cái kết quả. Những cái Hubert Vo trong 12 năm vừa qua rất là hãnh diện, đã có một số thành quả mà có thể là để mình mà tự hãnh diện lấy. Dạ vâng. Như là trong cái
trong cái năm đầu, cái khóa đầu của Hubert Vo năm 2005 đó, Hubert Vo có đưa ra một cái dự luật mà Hubert Vo lúc nào cũng làm hãnh diện. Cái luật đó là liên quan tới cái 911, gọi cái emergency 911, dạ thưa anh. Thì Hubert Vo nhớ rằng có một cái câu chuyện là trong cái district của Hubert Vo, một gia đình đó bị cướp vô nhà. Thì người con gái trên lầu thấy cha mẹ đang bị cướp, thì ở nhà lại không có số điện thoại, không có điện thoại line thường á, cái họ dùng cái điện thoại đó qua cái hệ thống internet là voice over IP, là voice over internet provider. Thì họ cái cô đó cô mới gọi 911 qua cái đường dây điện thoại trên internet đó, thì không có connect qua được trong cho 911. Thì những, dạ thưa quý đồng hương, thì những cái mà hồi xưa đó, những cái internet provider là quý đồng hương có internet nhà đó, nhiều khi có thể connect cái điện thoại vô trong cái internet đó, xài những cái điện thoại thường được, nhưng mà nó sẽ không có connect. Hồi xưa là không có bắt buộc phải connect vô 911. Thì Hubert Vo thấy hiểu được, thấy cái câu chuyện đó xảy ra trong cái đơn vị mình, trong đơn vị 149, thì trong lúc đó cũng hơn lúc đó là cũng đang trong cái khóa mà họp, Hubert Vo lập tức làm một cái luật, dự luật nộp vô là 911, yêu cầu tất cả những cái internet provider đó mà có cái voice over IP đó mà không có connect được cái 911 đó thì phải notify cho mỗi consumer in writing. Khi nào mà hết hạn mà muốn renew lại đó, phải in writing đàng hoàng là phải nói là họ không có connect vô được 911. Thì cái đó đã thông qua tiểu bang Texas, và trong vòng một tháng sau thì tờ Washington Post của phía trên miền Bắc đã đăng cái tin đó, và 6 tháng sau Quốc hội Liên bang ra cái luật đó luôn. Và Hubert Vo trong cái năm đó được cái bằng khen thưởng của 911, dạ thưa anh. Thì đó là những cái câu chuyện mà nó cái công việc làm của mình thấy cái gì thì mình làm, mình đối phó đó, hay là những cái gì biết sự khó khăn hay là có thể phát triển được trong cái đơn vị mình hay trong cái tiểu bang mình thì mình làm thôi. Đó rất là nhiều. Thì quý đồng hương có thể vô trong website của Hubert Vo thấy những cái dự luật hay những cái luật mà Hubert Vo đưa ra mỗi năm, những cái luật mà Hubert Vo làm, những cái luật hoặc là Hubert Vo đồng tác giả với những người khác rất là nhiều, dạ thưa anh. Dạ vâng, cảm ơn nhân viên Hubert Vo, và một lần nữa Hân Yên cũng chưa thấy đã quý vị. Nhân viên Hubert Vo vẫn chưa để mà thỏa mãn được cái câu hỏi của Hân Yên. Tuy nhiên đó thì thêm một chút nữa, chúng ta gần hết giờ rồi thưa anh. Thì phải nói là chúng ta được biết là tranh cử đó thì tài chính cũng quan trọng lắm. Người nào có nhiều tiền thì cũng có được nhiều cái ưu thế. Phải nói là như vậy. Trong đợt tranh cử này thì không biết là anh nghĩ rằng anh sẽ tốn bao nhiêu tiền, và anh có dùng với tính sách tài chính để mà thắng anh Chu Văn Cương không ạ? Dạ thưa, tiền bạc lúc nào cũng cần hết, dạ thưa anh. Nhưng mà chúng ta biết cái tiền bạc tới bao nhiêu, tới mức nào là đủ, dạ thưa anh. Thì để nói trở lại cái năm 2004 lúc mà tranh cử đầu tiên, Hubert Vo trong cái campaign nó tốn hết khoảng hơn 350.000. Thì cái người đối phương của Hubert Vo đã làm đó 22 năm, ông ta đã bỏ ra 800.000, hơn 800.000. Dạ vâng. Và nhiệm kỳ thứ nhì ông ta bỏ ra cũng gần 800.000, 700 mấy chục ngàn. Thì Hubert Vo cũng bỏ ra 300.000. Thì từ đó về sau thì Hubert Vo phải mỗi lần tranh cử nhiều khoảng 300.000, hơn 300.000. Kỳ này 300, là cũng khoảng 300.000. Dạ, cũng khoảng 300.000. Thành ra nó có một cái mức nào mà mình sử dụng trong cái phạm vi cách vận động của mình cho nó có hiệu quả. Dạ vâng. Mình phải biết cách dùng cái số tiền đó, nhiều khi dùng hơn thì nó cũng không, chưa chắc hẳn là có lợi, hoặc dùng ít quá thì có thể nó có lợi có hại thì mình cũng không biết được. Nhưng mà để đánh cho đủ trong cái election, trong cái campaign đó, vận động bầu cử đó, thì Hubert Vo nghĩ rằng trong cái đơn vị 149 là một cái đơn vị mà để tranh cử rất là khó khăn. Tại vì cái đơn vị đó đã design cho đảng Cộng Hòa là cho cái người người cựu dân biểu trước. Dạ. Ông đã 22 năm thì lúc mà vẽ lại bản đồ, ông ta đã vẽ lại bản đồ có thuận lợi cho ông ta. Dạ. Thành ra cái đơn vị này lúc nào cũng có người sẽ ra ứng cử. Nếu Hubert Vo vẫn còn thì không có người Việt, cũng có người Mỹ lúc nào, hoặc là một cái sắc dân nào khác cũng ra ứng cử với Hubert Vo. Đơn vị 149 ra ứng cử rất là một đơn vị rất là mệt nhọc. Dạ vâng, cảm ơn nhân viên Hubert Vo. Và chúng tôi cũng theo đồng hồ thì chúng ta cũng còn một số phút nữa đó. Thì thưa anh, thì trong thời gian sắp tới thì
Để mà đồng hương chúng ta lần này, mỗi lần mà tranh cử thì đồng hương chúng ta sẽ có những cái quyết định lại và sẽ dành số phiếu cho ai. Và kỳ này thì là một bên đó là dân biểu Hubert Vo đương kim với 6 nhiệm kỳ, và một bên thì nha sĩ Chu Văn Cương. Và chúng tôi nghĩ là anh đã hoạt động trong vấn đề tranh đấu cũng khá lâu, như vậy là cũng không phải là đối thủ nhẹ ký lắm. Như vậy thì anh nghĩ rằng là để mà thu hút với số phiếu của đồng hương cử tri của Việt Nam tại khu vực 149 đó, thì bây giờ chúng tôi dành vài phút cho anh Hubert Vo. Anh sẽ hứa điều gì với đồng hương? Anh sẽ làm cái gì nếu mà có 3 điều quan trọng nhất mà anh sẽ làm trong nhiệm kỳ tới cho cộng đồng người Việt, thì anh sẽ đặt cái mục tiêu quan trọng nhất cho cái 3 điều đó cho những cử tri Việt Nam, thì anh sẽ làm điều gì? Dạ thưa anh Hưng Yên, thì Hubert Vo lúc nào cũng sát cánh với lại tất cả quý đồng hương trong những năm vừa qua, và rất là hãnh diện là một người Việt quốc gia. Hubert Vo ngoài những cái làm luật lo về an sinh xã hội, lo về tương lai cho con em của chúng ta và lo về công ăn việc làm cho những anh chị em, và lúc nào cũng duy trì cái nền kinh tế cho tiểu bang Texas nó được dồi dào hơn. Ngoài những cái đó thì Hubert Vo lúc nào cũng sát cánh với đồng hương, tranh đấu cho những cái tự do nhân quyền cho nước Việt Nam mình, và lúc nào cũng mong mỏi và tranh đấu cho cái nước Việt Nam sớm có một cái tự do, và công dân người Việt của chúng ta tại Việt Nam có những cái cơ hội để phát triển và hãnh diện với những nước ngoài. Thì trong những năm vừa rồi, và thưa anh Hưng Yên, thì cách đây cũng 6-7 năm thì Hubert Vo có đi với lại một số anh chị em gọi là elected officials gốc Việt, là những anh chị em người dân cử gốc Việt, phần đông ở California. Trong cái thời gian đó, dân biểu Trần Thái Văn còn làm, thì Hubert Vo đi với cái phái đoàn đó, dân biểu Trần Thái Văn và một số anh chị em gọi là council members của những thành phố bên California, thì có lên để tranh đấu cho cái bản nhân quyền, cái bản nhân quyền đầu tiên mà được introduce cho Việt Nam, được introduce vào Hạ viện. Thì cái khối anh chị em với Hubert Vo đã lên đến đó vận động những cái dân biểu chánh trong cái hội đồng mà có đưa ra cái dự luật về nhân quyền cho Việt Nam đó, thì đã vận động cho họ và vận động bên Thượng viện nữa, và cũng được cái sự ủng hộ của tất cả những dân biểu trong cái hội đồng đó của tại Hạ viện, cũng như một số dân biểu một số nghị sĩ trong Thượng viện, và cũng đi tới State Department và cũng có nói chuyện với lại cái agency mà Freedom of Religion để mà tranh đấu cho những cái đó. Thì tất cả được mọi chuyện nó rất là suôn sẻ. Thì nó lúc xong rồi thì trong cái tuần đó ở trên đó 4-5 ngày thì xong cái nhiệm vụ đó, thì Hubert Vo với lại tất cả những anh chị em rời về, thì cái cộng đồng Việt Nam từ tất cả nước Mỹ tới đó trong cái tuần sau đó, kế tiếp sau đó thì được Quốc hội chấp thuận và họ rất là vui mừng, thì đã thông qua tại Hạ viện, nhưng mà trên Thượng viện vẫn còn những cái lấn cấn, thành ra chưa thông qua được, tới nay vẫn chưa thông qua được bên Thượng viện. Và thưa anh, lúc nào bên Hạ viện cũng thông nhưng mà bên Thượng viện còn những cái việc làm cần phải làm anh. Dạ vâng. Thì có những cái câu chuyện mà ngoài lề trong lúc làm thì không có thể nào tiện nói được, nếu nói được thì bên kia họ sẽ nhận thấy những cái cách mà mình làm hay những cái sự mình làm họ có thể chống đối hay là họ có thể phá. Thành ra có những việc bên làm kia có nghĩa là bên đối thủ của anh đó phải không ạ? Không phải bên đối thủ, mà cái phía bên mình làm cho cộng đồng, mình không có nghĩ gì tới đối thủ hay không đối thủ. Dạ vâng. Mình làm chung cho cái quyền lợi, chung cho cái người Việt của mình. Dạ hoặc vâng. Là trong cái đơn vị, một trong cái khối cử tri trong đơn vị 149 của mình, hoặc là nói chung cái quyền lợi của tiểu bang Texas. Thì bên phía bên kia là Hubert Vo nói là những cái mà tranh đấu nhân quyền đó là phía bên cộng sản dạ vâng. Sẽ không biết, không có để ý được Hubert Vo làm tới những cái gì, mà nếu nói như vậy thì nó sẽ không đạt được cái tốt mục đích kết quả. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn dân biểu Hubert Vo. Nhưng mà cái điều mà Hưng Yên muốn hỏi trở lại câu hỏi đó là nếu mà kỳ này mà dân biểu Hubert Vo thắng cử đó, thì cái điều đầu tiên ông sắn tay áo lên làm là điều gì ạ? Dạ, vẫn tiếp tục làm phát triển kinh tế anh. Cái điều đó là cái điều mà cần thiết, nhu cầu cần thiết nhất cho tiểu bang Texas, phát triển kinh tế trên mỗi lĩnh vực. Và lúc nào mà Hubert Vo cũng
trong cái những cái năm vừa rồi thì có đề nghị với lại Quốc hội là phát triển kinh tế không phải là trong cái tiểu bang Texas không, hoặc là phát triển kinh tế đem những công ty khác của những cái tiểu bang khác tới, nhưng mà Hubert Vo trong những năm vừa rồi cũng đã đề nghị là chúng ta thử mở vòng tay với lại những cái nước khác, trao đổi về kinh tế với những nước khác tại tiểu bang Texas. Dạ vâng. Một câu hỏi cuối trước khi chúng tôi dành một phút cuối cho dân biểu Hubert Vo để kêu gọi đồng hương dồn phiếu cho ông, thì bây giờ thì nếu mà đài mời anh dân biểu Hubert Vo với nha sĩ Chu Văn Cương làm một buổi tranh luận debate thì dân biểu Hubert Vo có nhận lời không ạ? Dạ thưa anh Hương Yên, thứ nhất Hubert Vo cảm ơn anh và đã cho cơ hội Hubert Vo lên đây nói. Đây là một cái cách debate rồi anh, và cái debate với lại nha sĩ Chu Văn Cương thì cũng đã có với lại những cái cộng đồng bạn khác với lại Houston Chronicle, và sắp tới đây cũng vào tháng 9, cuối tháng 9 sẽ có một cái sự tranh luận với một cái cộng đồng chung cho cái đơn vị 149 này. Thành ra nhiều khi làm nhiều quá nó không có nhưng mà khổ cái là đồng hương chúng ta nhiều chú bác thì tiếng Anh cũng không có phải là giỏi để mà nghe hết được những cái ý mà dân biểu Hubert Vo muốn nói, thì đôi khi có hơi bị trở ngại. Thì lý do gì mà tại sao dân biểu Hubert Vo không có nhận debate với trong cộng đồng người Việt cho nó rõ ràng hơn? Giờ mình thấy cái debate nó có một cái số nào để nó có thể đạt được tới cái khối cử tri như vậy thôi, chứ nhiều khi nhiều cái debate tới lui nhiều khi nó cũng nó loạn đi mất cái những cái idea mà mình có thể convey cho khối cử tri lắm anh. Dạ dạ vâng, đó là cái ý kiến của dân biểu Hubert Vo, thì chúng tôi chỉ có lời mời, còn và đương nhiên phải tôn trọng cái sự nhận lời mời hay là không của dân biểu Hubert Vo. Chúng tôi còn một phút nữa, hơn một phút nữa thì chúng tôi dành thì giờ chọn đó cho dân biểu Hubert Vo. Anh có thể kêu gọi đồng hương có chia sẻ tâm tình gì để mà đồng hương chúng ta cử tri trong khu vực 149 có thể dồn phiếu cho anh. Chúng tôi dành thời gian này chọn quyền cho anh chia sẻ cũng như kêu gọi. Dạ cảm ơn anh. Thứ nhất cảm ơn anh Hưng Yên và đài BYN. Hubert Vo nghĩ rằng Hubert Vo là qua đây với tất cả như là những người Việt Nam của chúng ta qua đặt chân tới nước Mỹ để làm lại một cuộc đời, tránh cái sự gông cùng của cộng sản, đi với gia đình hồi nhỏ thì chúng ta ai cũng trải qua những cái thời gian khó khăn, làm việc cực khổ. Thì trong những cái năm mà làm việc mà trưởng thành và có gia đình, và một khi mà đã thành đạt được những cái ý nguyện mà đã muốn, thì Hubert Vo cũng nghĩ rằng là cũng tới cái thời gian mà mình cũng phải đóng góp lại một cái gì đó cho cái xứ sở này. Thì Hubert Vo mới dấn thân vô trong chức dân biểu của đơn vị 149 của tại tiểu bang Texas và cũng như tại Houston, thì rất là được cái sự thương mến của quý đồng hương cũng như khối cử tri trong 149 đã ưu ái Hubert Vo, cho Hubert Vo cái cơ hội trong suốt 6 năm vừa qua. Thì lúc nào Hubert Vo cũng sát cánh với lại khối cử tri cũng như quý đồng hương Việt Nam của chúng ta. Văn phòng của Hubert Vo lúc nào cũng mở cửa sẵn sàng đón tiếp những cái chia sẻ về ý kiến, những cái thắc mắc hoặc là những cái khó khăn của quý đồng hương hết trong qua những năm vừa qua. Và Hubert Vo nghĩ rằng trong những năm vừa qua thì Hubert Vo cũng đã đưa đẩy ra được những cái khu học chánh trong cái đơn vị 149 cũng như cái sự an sinh trong khu 149 đã gia tăng lên, và cũng như những cái tội ác đã làm việc đã create ra được cái International Management District để mà quản lý được cái khu business của trong đơn vị 149, mà trong đó có rất là nhiều business Việt Nam của chúng ta, và cũng rất là hãnh diện có dịp làm việc chung với cái cộng đồng người Việt của chúng ta trong những năm vừa qua với những thành quả. Ngồi đây nói thì nó không có thể nào mà kể hết được. Thì như quý đồng hương cũng đã thấy được những cái việc làm của Hubert Vo trong những năm vừa qua, và những cái việc làm đó, dạ thưa quý đồng hương, nó cứ xoay quần theo cái năm tháng, và nó những cái có thể có những cái điểm khác nó có thể phát ra, thì chúng ta có thể mà lúc nào cũng đương đầu và cũng phải giải quyết tới. Và Hubert Vo nghĩ rằng trong những cái năm tới, lúc nào Hubert Vo cũng nghĩ tới trong cái
trong cái việc làm của Hubert Vo thì cũng có được may mắn là gia đình cũng được yên ổn, thành ra không có bận biểu tới gia đình cũng như về vấn đề sinh sống. Thành ra Hubert Vo nghĩ rằng Hubert Vo đã chú tâm hết trong 12 năm vừa qua cho cái sự phát triển của đơn vị 149 cũng như nói riêng sự phát triển của cộng đồng người Việt của chúng ta. Thì Hubert Vo rất là cảm ơn tất cả quý đồng hương và khối cử tri trong đơn vị 149, dạ thưa anh. Dạ vâng, thay mặt cho ban biên tập của BWN TV, Hưng Yên cảm ơn dân biểu Hubert Vo đã dành thời giờ để đến tham gia chương trình ngày hôm nay và cầu chúc anh thật nhiều may mắn trong cái lần tranh cử kỳ này. Dạ, thưa dạ cảm vâng. Ơn anh. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi với đương kim dân biểu tiểu bang Texas khu vực 149, dân biểu Hubert Vo, về đợt tranh cử với một ứng cử viên nữa là cũng là người Mỹ gốc Việt, đó là nha sĩ Chu Văn Cương. Và kỳ này chỉ có hai ứng cử viên duy nhất người Mỹ gốc Việt thôi, không có những cái ứng cử viên sắc dân khác, cho nên là đồng hương chúng ta sẽ bầu cho một trong hai người này. Và chúng ta sẽ tiếp tục, chúng tôi sẽ mời ứng cử viên là nha sĩ Chu Văn Cương để mà mời quý vị lắng nghe chúng tôi phỏng vấn, để cho quý vị rộng đường, có nhiều thông tin và nhiều góc cạnh khác nhau để giành lá phiếu giá trị của mình cho ứng cử viên nào. Sau vài thông tin thương mại thì kính mời quý vị trở lại tiếp tục với phần phỏng vấn của chúng tôi với ứng cử viên là nha sĩ Chu Văn Cương. Xin chào tạm biệt.